Vâng, tôi xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi về dự cái buổi ra mắt câu lạc bộ bonsai huyện Phú Thọ, thành phố Hà Nội. Chiều ngày thứ bảy 15 tháng 7 2023. Vâng, cũng chính là cái đường đi lối vào của nhà vườn cây cảnh Hiển Khuyên, chuyên về cây công trình, cây bóng mát, khuôn viên sân vườn, bể bơi non bộ và bể cá koi, cung cấp các loại giống cây công trình nữa. Đây là cái số điện thoại. Vâng, tôi bật máy quay cuốn video này chỉ còn khoảng độ 2 tiếng đồng hồ nữa là câu lạc bộ bonsai Phúc Thọ sẽ tổ chức ra mắt một cái câu lạc bộ mới trẻ, và các anh đã triệu tập được khoảng hơn chục người. Đây là bước đầu khởi điểm, sau đó sẽ phát triển thêm vào những cái thời gian tới. Vâng, xin chào các anh nhé. Vâng. Địa điểm mà tổ chức sự kiện hôm nay ấy, là tại sát với trên đường dân sinh mà sát với nhà vườn Hoàng Nguyễn, còn gọi là anh Hoàng Mập. Hoàng Mập, vâng, Hoàng Mập thì các bác lại nhầm, Hoàng Mập thì ở Tích Giang khác. Và giới thiệu với các bác chủ nhiệm câu lạc bộ bonsai Phúc Thọ, đó là anh Hà Thanh Quế. Vâng, xin chào anh. Chào toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, thế hôm cái diệt đợt này mà các anh ra mắt câu lạc bộ bonsai Phúc Thọ đây thì xin anh chia sẻ là chúng ta có trưng bày cây cảnh nghệ thuật không anh? Dạ, xin thưa với quý vị và các bạn, đó đợt này là đợt đầu tiên anh em câu lạc bộ chúng tôi tổ chức một cái sự kiện nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng có trưng bày những tác phẩm của trong những thành viên trong câu lạc bộ. Tức là của nội bộ. Vâng, nội bộ. Nội bộ thành viên trong câu lạc bộ chứ chưa có mời đến những cái khách vào nhà vườn bên ngoài. Dạ vâng. Vâng. Thế số lượng có được nhiều không, tác phẩm không anh? Số lượng hiện nay của các thành viên trong câu lạc bộ thì mang đến đây thì khoảng 100 tác phẩm. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Chúng ta vừa nghe ý kiến chia sẻ của anh Hà Thanh Quế. Vâng, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn chúng ta cùng vào trong thưởng thức những tác phẩm của thành viên. Vâng. Xin cảm ơn anh. Và đây là hình ảnh của những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ bonsai huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, của những cái thành viên nội bộ trong câu lạc bộ chúng ta trưng bày để giao lưu, và cũng là một cái thể hiện sự gắn kết, kết nối đam mê, và cũng là để có những cái nét đẹp của nhiều tác phẩm kỷ niệm ngày mà ra mắt câu lạc bộ. Tôi sẽ đi lướt một lượt, sau đó cùng với anh Hà Thanh Quế sẽ giới thiệu từng chi tiết một, những cái tác phẩm rất là đẹp được trưng bày tại đây. Đây là tác phẩm của anh Hoàng Nguyễn đấy. Vâng, chính là anh chủ nhà mà bây giờ đang trưng bày ở đây đấy. Vâng, là anh chủ vườn đấy. Đây là một gốc nhãn cổ. Vâng, đây là cây nhãn. Cây nhãn đấy. Cây nhãn bonsai mà nó cái gốc bệ nó ụ ị như này nhỉ. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Quá đẹp, cây ăn trái mà được cái góc như này là tuyệt vời. Cây này mà này, đến lúc mà này có quả nữa thì đúng là điều bất ngờ xảy ra. Đẹp không? Xù xì ra cóc. Và cây nhãn bonsai. Một người bê nhẹ nhàng. Và đó là của anh Hoàng Nguyễn. Đây là số điện thoại của anh Hoàng Nguyễn này. 0388 này. 966686. Hay nhỉ, cây nhãn rất là bất ngờ đấy. Cây nhãn rất độc đáo đấy. Khá độc đáo thật đấy. Vâng, nói về cây túc, cũng là chủ nhân của anh Hoàng Nguyễn này. Chủ nhân Hoàng Nguyễn, chủ nhân nhà vườn, chủ nhà vườn. Cây túc này cũng khá là già rồi. Dăm cũng tương đối dày rồi. Vâng. Rồi, đặt trên cái bể đá này. Đây là một tác phẩm
Duối. Rồi, chúng ta của di chuyển đến một cây duối. Cây cảnh. Tác phẩm duối của anh Huấn Cây Cảnh này. Đây. À, số điện thoại là 0393. Số này viết là số gì đây? Chắc chịu là không đọc được rồi. 140678. Ui giời, viết số 140 này. Chữ như chữ bác sĩ. Đây là cây duối nha các bác. Và di chuyển tiếp đến một cây xanh này. Và qua cái số điện thoại ở trên từng tác phẩm tôi đăng tải lên thì anh em vào tầm ngắm và yêu thích tác phẩm nào thì chúng ta alo đến cho chủ cây. Qua cái trao đổi của các anh ấy, thì mang đến đây để trưng bày và kết hợp với giao lưu không chỉ những thành viên trong câu lạc bộ còn bên ngoài qua kênh Hương Sắc Độ Sinh. Các bác có thể chúng ta giao dịch được những cái tác phẩm mà mình ưng ý. Đây là cây xanh của nhà vườn Quang Hiên. Số điện thoại là 0946 146 274. Và một cây xanh quê lá nhỏ, gốc mịn tít, trên một cái chậu tàu. Rồi. Và ở cái vị trí này thì chúng tôi thấy có một cái cây xanh Nam Điền này. Xanh dáng rất là lùn lực, cũng đẹp, khá là hấp dẫn đấy. Qua đây. Không có số điện thoại à? Thôi không có số thì thôi. Chắc họ không giao lưu. Không có số điện thoại thì không đọc nữa. Chia sẻ thôi. Vâng. Chuyển đến cái cây xanh mini này đi. Cây xanh mini bàn trà này. Rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Chủ vườn là, chủ cây là anh Chính Nghĩa. Chính Nghĩa. Đây là số điện thoại này. Rồi. Vâng, tiếp đến một cây me này. Cây me của chủ vườn là anh Hoàng Phúc. Đây là số điện thoại. Rồi. Cây me này có cái thân rất là dẻo, nghệ thuật. Rồi, tiếp tục mấy cây cây gì nhỏ nhỏ đây nhỉ? Cây cây mẫu đơn. Mẫu đơn. Mẫu đơn mini. Mẫu đơn này mẫu đơn đỏ các bác ạ. Vàng lộc nó đỏ rồi. Của nhà vườn Chính Nghĩa. Cũng của chủ nhân, cũng là nhà vườn Chính Nghĩa. Rồi. Và tiếp đến một cây xanh nữa. Tôi cùng với anh Hà Thanh Quế là đi từng tác phẩm một để giới thiệu với các bạn. Đấy, cũng rất là tận tình, chủ nhiệm câu lạc bộ bonsai Phúc Thọ Hà Nội đã tiếp đón Đỗ Sinh và cùng Đỗ Sinh đi làm những cái chương trình để chia sẻ với anh em. Đây là một cây xanh của nhà vườn Hiển Khuyên. Số điện thoại là 0964 582 174. Vâng, chào anh nhé. Vâng, các thành viên câu lạc bộ dần dần đến để đông đủ để tiến hành công việc ra mắt câu lạc bộ. Vâng, di chuyển tiếp đến một cây xanh nữa, cũng nhà vườn Hiển Khuyên. Ui dồi, cây này mà đến lúc nó chín quả lọc lá lên phô độc, có quả chín vàng đẹp lắm. Vâng, rất là sai.
Vâng, chào anh. À, ôi, chào các anh Tuấn. Ừ, thế tôi điện tôi bảo anh thế mà. Tác phẩm nhỏ để góp vui từ ban tổ chức. À, chào anh Đỗ Mến. Đây là cây gỗ chắc bonsai. Rồi, chào các bạn nhé. Chủ nhân là anh Tuấn Phùng. À, tác phẩm này của anh Tuấn Phùng à? Gỗ chắc bonsai. Rồi, anh chuyển vào trong tổ chức đi, đoạn tí tôi quay cụ thể sau. Đấy. Vâng. Tôi với anh Quế đang làm cái chương trình giới thiệu với anh em. Vâng, một cây xanh Nam Điền nhìn cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Ok rồi. Vâng, chúng ta di chuyển tiếp đến một cây si này. Tác phẩm si được đặt trên một cái bể đá mới. Si này là không treo biển. Nó quay cây thôi. Treo biển thì mình đưa đi. Của nhà vườn là một giữ rồi. Rồi xong. Và di chuyển tiếp đến một cây xanh. Cây này thì đang trong giai đoạn hoàn thiện nốt. Trạng không có biển. Đang trong giai đoạn tạo tác. Nhà vườn là muốn giữ lại rồi. Vâng, và đây là một cây sam núi. Đây là chắc dòng sam trái rồi. Sam trái. Của nhà vườn Quang Hiên. Vâng, số điện thoại bên đấy à? Vâng, tôi sang tôi xem. Cây sam trái dáng huyền ôm chậu. Chủ nhân là nhà vườn Quang Hiên. Rồi. Và mời các bác thưởng thức một cây đề trắng. Cây đề trắng này bố cục cũng hay đấy nhỉ. Và cây đề trắng này không thấy treo thẻ của ai. Quế ơi. Ra để thống nhất cái chương trình. Ra đi chú đi ra. Vâng. Và chúng ta di chuyển đến một cây mộc hương bonsai này của nhà vườn Hoàng Nguyễn. Vâng, chúng ta đến với một cây xanh. Cây xanh của nhà vườn Nguyễn Văn Tuấn. Một cây xanh lá móng này. Và chúng ta đến tiếp với một tác phẩm mộc hương bonsai của nhà vườn Hoa Trinh. Và các bác mà yêu thích những cây mộc hương, chúng ta có thể liên hệ những cái số điện thoại mà trên màn hình. Đây là những cái tác phẩm mộc hương các anh đã tạo tác được nhiều năm nay rồi. Với một cái khung form cây cũng rất là đẹp. Thank you.
Vâng, và với thời lượng này, Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ nhất giới thiệu những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đang có mặt trưng bày nhân sự kiện ra mắt câu lạc bộ bonsai huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Xin mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi ở những cuốn video tiếp theo.